Được biết đến như một nàng công chúa tài năng, Marco ngay từ khi còn nhỏ đã cho thấy bản thân sẽ trở thành một thành viên tỏa sáng với những hoạt động của hoàng tộc và quốc gia. Tuy nhiên vì tình yêu, nàng đã chấp nhận từ bỏ thân phận cao quý của mình, đến sinh sống tại một đất nước xa lạ để gìn giữ cuộc hôn nhân bị cả nước Nhật phản đối. Trong video này hãy cùng PQN tìm hiểu về công chúa Nhật Bản Marco, nàng công chúa cao quý quyết từ bỏ tất cả vì tình yêu. Xuất thân cao quý. Công chúa Marco sinh ngày 23 tháng 10 năm 1991 tại Bệnh viện Cung Nội Sảnh tại Hoàng Cung Tokyo, có tên gọi hoàng tộc là Nội Thân Vương Marco. Công chúa là con gái cả của Hoàng tử Fumihito và công nương Kiko, là cựu thành viên của Hoàng gia Nhật Bản. Cô cũng là cháu cả của Thượng Hoàng Akihito và Thượng Hoàng hậu Michiko. Cô có một người em gái là Nội Thân Vương Kako và một người em trai là Thân Vương Hisahito. Xuất thân hoàng gia nên ngay từ khi còn nhỏ, công chúa Marco đã nhận được nền giáo dục cao cấp nhất. Công chúa Marco theo học trường Gakusuon, ngôi trường dành cho con cháu của hoàng gia và giới quý tộc trong suốt thời tiểu học và trung học. Năm 2011, công chúa Marco đến tuổi trưởng thành và được phong tặng bảo quan chương. Kể từ đó, cô được tham dự các sự kiện chính thức với tư cách một thành viên trưởng thành của hoàng thất. Ngày 26 tháng 5 năm 2014, công chúa Marco tốt nghiệp Đại học Quốc tế Christian ở Mitaka, Tokyo với học vị cử nhân nghệ thuật và di sản văn hóa. Cô lấy được chứng chỉ quốc gia trong lĩnh vực tổ chức triển lãm và bằng lái xe khi đang là sinh viên đại học. Năm 2014, cô trở thành chủ tịch danh dự của Liên hoan gốm sứ quốc tế Mino, tổ chức tại Tajimi, Gifu 3 năm một lần. Ngày 17 tháng 9 năm 2014, công chúa Marco rời Nhật Bản đến sống tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland nơi cô học về bảo tàng ở Đại học Leicester. Tháng 1 năm 2016, công chúa Marco lấy được bằng thạc sĩ về bảo tàng học tại ngôi trường này. Nàng công chúa nhân ái. Công chúa Marco có thể nói là một trong những thành viên hoàng gia Nhật nhận được sự quan tâm và ủng hộ của người dân trong một thời gian dài. Nàng công chúa 30 tuổi này gây ấn tượng mạnh mẽ với người đối diện bởi vẻ ngoài dịu dàng, hòa nhã cùng gu ăn mặc thanh lịch. Không sở hữu gương mặt sắc nước hương trời, giống như em gái Kako nhưng công chúa Marco vẫn được mọi người yêu mến bởi tài năng và tấm lòng nhân ái của cô. Công chúa Marco có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu và có nhiều hoạt động liên quan cộng đồng người khiếm thính ở Nhật Bản. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện giúp ích cho cộng đồng xã hội. Cô từng tham gia hoạt động tình nguyện trợ giúp người dân sau sóng thần, động đất. Mặc dù là công chúa của một nước nhưng Marco vẫn giữ lối sống giản dị. Cô trở thành thần tượng của giới trẻ Nhật bởi tài năng, nhan sắc xinh đẹp và cách ứng xử hòa đồng, thân thiện. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Marco giấu kín thân phận hoàng gia để dễ dàng hòa nhập cùng bạn bè trong các sự kiện tập thể. Các bộ trang phục cô lựa chọn cũng đều là màu sắc thanh nhã. Marco cũng thường xuyên đại diện cho Hoàng gia Nhật Bản thực hiện một số chuyến công du để giao lưu văn hóa, tăng cường sự gắn kết ngoại giao với nước bạn. Dù ở đâu, công chúa Marco cũng thể hiện sự tự tin và thân thiện của mình. Điều ai cũng có thể dễ dàng nhận ra ở công chúa Marco đó là cô vô cùng chuẩn mực trong giao tiếp, lễ nghi và luôn tôn thờ sự trung thủy. Cô cũng là một người rất kiên định và rất được lòng các thành viên trong gia đình. Do đó, bất chấp sự phản đối của dư luận, công chúa Marco vẫn giữ nguyên sự lựa chọn của mình. Quyết định kết hôn với mối tình 9 năm, cô cũng đã thuyết phục cha mẹ và gia đình chấp thuận sự lựa chọn này của cô. Vị phò mã tài giỏi. Keiko Muro bằng tuổi với công chúa Marco và họ lần đầu gặp nhau vào năm 2012 khi cả hai cùng theo học tại trường Đại học Cơ đốc giáo quốc tế ở Tokyo. Một người bạn học cùng đại học với Komuro và công chúa Marco từng chia sẻ trên truyền thông, Komuro là một chàng trai tử tế với nụ cười rất quyến rũ. Từ trước đến nay, cậu ta chưa bao giờ nói về bất cứ mối tình nào. Cũng theo người bạn này, Komuro lúc nào cũng điềm đạm và bình tĩnh. Một người bạn cùng lớp với Komuro tại trường đại học ở bên Mỹ cho hay, vị phò mã tương lai là một người chăm chỉ và thông minh. Anh là một trong những người có thành tích học tập xuất sắc ở lớp. Vì để tránh sự chú ý của truyền thông, Komuro từng ở ký túc xá trong một thời gian dài, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Mất cha từ khi còn nhỏ, Komuro sống cùng mẹ và ông ngoại tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, gần Tokyo. Với nhiều hàng xóm, anh là một hình mẫu con trai đáng mơ ước của mọi bà mẹ, điển trai, học giỏi và chăm chỉ. Dù gia đình có hoàn cảnh không mấy dư giả nhưng Komuro chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành một luật sư. Anh tích cực đi làm thêm đồng thời luôn trau dồi vốn ngoại ngữ của mình. Trong suốt những năm học đại học,
vị hôn phu của công chúa Marco từng làm thêm ở một nhà hàng Pháp và là giáo viên tiếng Anh của một trường luyện thi. Anh rất được các học sinh ở đây yêu thích, cô Muro cũng thường xuyên đưa đón mẹ đến chỗ làm hàng ngày. Năm 2010, cô Muro trở thành hoàng tử khi anh tham gia vào một hoạt động quảng bá du lịch cho Fujisawa và được chọn là hoàng tử biển xanh trong khoảng một năm. Về phần mình, công chúa Marco từng cho biết cô cảm nắng cô Muro bởi nụ cười tỏa nắng, sự chân thành và trái tim bao la mà cô cảm nhận được từ chàng trai ấy. Có thể nói, công chúa Nhật Bản và chồng sắp cưới là xứng đôi vừa lứa, họ có nhiều sở thích chung về nghệ thuật và âm nhạc. 9 năm là quãng thời gian để họ biết rõ và tin tưởng vào đối phương. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi vô cùng kín tiếng và luôn dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối. Cuộc hôn nhân này ban đầu đã nhận được sự chúc phúc từ phía công chúng và cả những thành viên hoàng gia. Tuy nhiên, điều này không kéo dài được lâu. Cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Theo truyền thông xứ Phù Tang đăng tin về một tranh chấp tài chính trong đó mẹ của anh Komuro được cho là còn nợ vị hôn phu cũ của bà một khoản vay trị giá 4 triệu yên Nhật 36.000 đô la Mỹ. Cả mẹ và Kei Komuro đều cho khoản tiền này là quà tặng nên không trả lại. Điều này đã dẫn tới làn sóng phản đối dữ dội của công chúng Nhật Bản do mối nghi ngờ Komuro muốn lấy công chúa Marco vì tiền bạc hoặc danh tiếng. Kể từ đó, những lùm xùm liên quan tới vấn đề tài chính của gia đình Komuro luôn là tiêu điểm của các trang báo tại Nhật khiến cho Kei Komuro nỗ lực không ngừng bảo vệ danh tiếng của gia đình mình và tạo ra những áp lực khủng khiếp cho sức khỏe tinh thần của công chúa Marco. Theo cơ quan phụ trách các vấn đề hoàng gia, cô Marco được cho đang trải qua tình trạng rối loạn căng thẳng do làn sóng chỉ trích của công chúng và truyền thông Nhật Bản đối với cuộc hôn nhân này. Gia đình hoàng gia cần duy trì danh tiếng không dính dáng gì tới các rắc rối về tiền bạc, kinh tế hay chính trị. Giảng viên Akinori Takamori của Đại học Kokugakuin University tại Tokyo nói. Theo một số cuộc khảo sát, 80% số người dân tại xứ Hoa Anh Đào khi được hỏi đã bày tỏ sự không đồng tình với cuộc hôn nhân này. Thậm chí, một số người còn tổ chức một cuộc biểu tình tại công viên để bày tỏ sự phản đối của mình. Theo nhà báo Rupert Wingfield Hayes của hãng tin BBC, nguyên nhân sâu xa cho sự phản đối của người dân đối với vị hôn phu của công chúa Marco bắt nguồn từ một số người theo trường phái bảo thủ. Họ cho rằng Kei Komuro có xuất thân tầm thường và không xứng đáng kết hôn với cháu gái của Nhật Hoàng. Cặp đôi này trở thành cặp vợ chồng đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Nhật bỏ qua các nghi thức truyền thống trong đám cưới Hoàng gia và không tổ chức tiệc cưới. Sau khi đăng ký kết hôn tại một phòng đăng ký ở thủ đô Tokyo, cặp đôi đã tham gia buổi họp báo ngắn gọn tại một khách sạn cạnh đó. Tân lang tân nương đã nói lời xin lỗi trước công chúng về các rắc rối phát sinh từ cuộc hôn nhân của mình và bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã ủng hộ hai vợ chồng. Đối với tôi, anh Kei là một người rất quan trọng và không thể thay thế, cô Marco phát biểu trong buổi họp báo. Cho tới tận hôm nay, tôi có rất ít cơ hội thể hiện cảm xúc của mình và đã có những sự hiểu nhầm và đồn đoán vô căn cứ. Tôi cảm thấy buồn và sợ hãi về những điều này. Sau khi kết hôn, cô Marco sẽ sử dụng họ của chồng trong sinh hoạt hàng ngày và chuyển tới New York sinh sống. Nơi chồng cô đang làm việc trong một hãng luật, cô sẽ trở thành bà Marco Komuro và bắt đầu một cuộc sống mới ở bên kia bờ Thái Bình Dương, để lại sau lưng những ồn ào của giới truyền thông dành cho việc kết hôn của hai vợ chồng mình. Theo chia sẻ của cô với báo giới trong lễ đính hôn của mình hồi năm 2017, ước mơ của cô rất đơn giản, đó là tạo dựng một gia đình tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Nỗi lo về người kế vị của Hoàng gia Nhật Bản. Theo luật hiện hành của Nhật Bản, công chúa không được phép kế vị. Hoàng gia lâu đời nhất thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng người kế vị khi hiện tại chỉ có 3 nam giới trong danh sách này, gồm thái tử 55 tuổi Akishino, hoàng tử 15 tuổi Hisahito và người chú 85 tuổi, hoàng tử Hitachi. Hoàng tử Hisahito là nam giới duy nhất trong số 7 thành viên hoàng gia còn lại dưới 40 tuổi. Nếu tất cả các công chúa đều cưới dân thường, vị hoàng tử nhỏ tuổi Hisahito sẽ là thành viên kế vị duy nhất còn lại của thế hệ trẻ và những lo ngại về việc kế vị lại xuất hiện. Liệu vợ tương lai của hoàng tử Hisahito có sinh hạ được con trai hay không? Đây là điều duy nhất người dân Nhật quan tâm lúc này, Jeffrey Kingston, giám đốc ngành châu Á học tại Đại học Temple ở Tokyo chia sẻ với tạp chí Time. Dù phải nhận làn sóng biểu tình phản đối đám cưới nhưng không thể phủ nhận rằng công chúa Marco và Kei Komuro có một mối tình thật đẹp. Trải qua 3 năm xa cách nhau, người ở Mỹ, người ở Nhật nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ nhau. Không mấy ai có được sự dũng cảm và quyết tâm giống như họ, tương lai không ai biết trước được điều gì nhưng họ khiến nhiều người phải nể phục vì sự kiên cường và dũng cảm. Chống lại cả thế giới để ở bên nhau.